Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Merida, một dòng xe đạp khung nhôm mang model G904 và được chạy một bộ group Shimano Soza, một cái bộ group mà cũng khá là ngon trong cái tầm giá mà chiếc xe em đang bán tại cửa hàng, chỉ có là 8.800.000, hoặc một cái mức giá cực kỳ là rẻ cho một chiếc xe đạp khung nhôm này, nhôm siêu nhẹ và được chạy full một bộ group Shimano Soza. Cái tông màu hôm nay em về là tông màu đen, dưới là trắng đây. Kẻ chỉ logo cực kỳ đẹp. Sử dụng full bộ group Shimano Soza. Đây. Đến cặp phanh ba mảnh, từ những cái bộ chuyển động đến phanh ba mảnh là đùi đĩa này. Và hai bộ tay lắc đều full Shimano Soza hết. Bộ group rất là ngon trong cái tầm giá. Bánh bánh 700C. Bê đan cũng bi vòng thôi, bê đan. Và về tổng thể xe thì các bác có thể thấy trên hình đây. Xe là khung nhôm, nước sơn các thứ của chiếc xe cũng còn rất là tốt, rất là đẹp. Chỉ do là qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là sẽ xuất hiện những cái vết xước này, không thể tránh khỏi. Còn tổng thể chiếc xe thì nó còn giữ cái độ đẹp, nó cũng tương đối là cao. Và do cái trải nghiệm đạp thì nó cũng tương đối là tốt. Cái bộ chuyển động này hoạt động còn rất là ngon, trơn tru linh hoạt. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m64-1m65 từ khoảng 74-75 là phù hợp. Đây bộ lip 9 tầng cộng với cả là 2 tầng đĩa, xe có 18 độ khác nhau. Đây xuống xe vẫn rất ngon này. Chiếc xe đang có giá bán bên em là 8.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.